Trương Pí Nòng Hạc Sườn, Cuồng Số Xíp Hà Xã, Hư Huyền Nằm Pô, tỉnh Điện Biên, Mi Họt Pét Xã, Đèn Đìn, Xíp Xí Cuồng Xíp Hà Xã, Cạt Cung Yếu Niều, Cặp Hoi Nưng Xàm Xíp Ết Thột Bản, Cuồng Nằn Cầu Xíp Hà Phân Hoi, Men Po Me, Chừa Côn Mi Nói Kinh Rú, Bừa Sơn Năn Luông Tiếng Àn Bản Mương Nằng Cuồng Phòng, Lâng Ngương Hền, Mi Bương Khủ Khốn Môn, Nhào Nhùng. Tó Nàng Về Nỉ, Dề Sương Sư Nhận Bảo, Luông Tiếng Àn Bản Mương, Cuồng Phòng, Công An Huyền Nằm Pô, tỉnh Điện Biên, Có Cánh Đảng Khăn Khang, Sọ Hù, Chù Nàng Vịa, Mi O Nàng Cuồng Phòng. Trên cái lái luông kẻ khầy, từng bát có phong phân, cản ngằn, bưng côn dệt phít, cánh bức khổ năn nương, nhào nhùng, bản khuống. Bai tèm lằng nỉ, chia vào ma ngòn viền nỉ, mơi tinh lại po me pi nòng, pòm cằn bứng le. Xã Đèn Đìn, Nằm Nhừ, Huyền Nằm Pô, Khái Mi Hốc Thôn Bản, Cắp Chằm Chết Hoi Hà Xíp Chua Hươn, Xí Păn Hùa Côn, Cuồng Nằn Phân Lại Men Bò Mè Côn Mông. Tên cả xã Mi Xíp Ết Điểm Nhóm Họp Xung Tồn Giáo, Luông Vỉa Nì Mi O Nẳng Tinh Mết Chủ Bản. Cắp Tang Bày Ma Dạ, Luông Khu Khổng Dần Bày Nhăng Lút Gión, Lại Côn Tế Mưng Nọ Lâng Chơ Khảo Mắt Giảm Côn Hươn. Bừa xin imen phồng, đầy nhàn danh, ngường mi lại khủ, năn nương, nhào nhùng, ma tang, tiếng àn, bản mương, lần xưa, lò nàng chu điểm, nhóm, họp xung, tôn giáo. Tó nàng viên hẳn, công an xã Nằm Nhừ, huyện Nằm Pô, có tấm tên, nàng vịa, trên báo bó giòn pháp luật, dưới xương sư, dần bay hù chảnh, cánh chấp năm, chú luôn tật bùn, ma tang, luôn vịa tôn giáo. Bỏ nằn lập tăn kẻ khầy, bưng khủ báo đì, nuống pan khát khổng, ngày nàng thôn bản. Cuồng pì dòng pan bài sao giảm, công an xã, có bòm cắp chu trùm mố chức năng, trên báo nếu chưa, chua hơn nừng, xếp dòng hùa côn, ký chìa nhàn trào, phang xìa đạo báo đì, bà cô dợ. Thời gian qua là công an xã cũng đã tham mưu cho đảng ủy, ủy ban, rồi các điểm nhóm tôn giáo. Trong cái việc là cuồng bưng chu họp xung tôn giáo, xung khỏi trên báo chú luôn tang khổng đảng, chính sách pháp luật khổng hơn mương, lần xưa lò chào chu điểm nhóm tôn giáo, lại chơ tang phải ma dạ, lại côn có bỏ e phăng tòi, xung khỏi có bưng đù, cánh mi luông trên báo chọc sồm. Lực lượng công an cũng có cái chuyên ngành. Dương năn cuồng bưng pì cải ma, bò mè côn mông, bày toi tuần giáo, nẳng phòng nỉ, lâng chấp năm luông tăng khổng đảng, chính sách pháp luật khổng hơn mương, ha và nhâm mi số nừng côn, cạt kiên, cắp côn, mương nọ, bần sở bưng khủ ma tăng, chừa côn, tuần giáo, trên báo tùm vào lá lôm, bản tre đảng hơn mương. Chủ đạo báo đì, báo đầy hơn mương, cổng nhằn. Bừa sơn năn cấp ủy đảng chính quyền địa phương, có cát kiên cấp chủng mố chức năng của huyện, bu hanh há phong, tinh lại dần bay, bảy trẻ, tiếng àn, bản mương. Lưng chơ uẩn pa, chù đoàn thể xã, trên báo họt po me dần bay, chù côn bảy toi tôn giáo, nho dùng hòa trờ hé hiểm, tó bưng miểu hài khổng chủng mố kích thu, cánh bưng côn dệt phít. Đối với cái đối tượng mà cá biệt ấy, có cái nghi vấn là an ninh mất trật tự thì nói chung là xã cũng ủy ban xã cũng chỉ đạo các đồng chí lưu lượng xung khỏi uẩn pa công an xã, bòm cấp công an huyện, biên phòng quân sự, lưng chơ trên cái chú luôn nghiệp vụ, xuân trinh cắp một côn diệt phít nặng bản khuống, hài hức là một côn diệt phít ngổ ngan, uẩn pa chu đoàn thể. Búc trưa bưng chu trên báo hở dần bay, hồi viên, chấp năm tí luông tạt bùn, khổng đảng, ma tăng, tôn giáo. Xã Sipa Phìn, huyện Nằm Pô, khảy mi cải bắt nừng sòng hỏi chua hươn, cải hốc băn giảm hỏi hùa côn. Nừng cuồng bưng khủ dệt tạt ban họt an ninh chính trị, nẳng phổng nỉ, ăn lò việc cả khải dù giống quân giảng. Cắp luông cầm quyết cản ngằn, bóng mi côn ca khải khổn chân quân giảng cuồng phồng.
Công an xã có tinh số đảng ủy xã, tạt tánh chú lung vịa thôn bản, ha bứng đủ, mà tăng an ninh chính trị. Bản công cán bộ chiến sĩ, khẩn chú đầy bày chú hươn, trên bảo pháp luật. Phăng quam có hôm xòm sổ khòng dần bay, lập tăn kẻ khầy bưng khổ nuống pan khát khỏng cuồng phồng. Bó vay minh bưng chu vịa hầng mử, lần xưa lò rú chủ bản phồng sùng. Bom nằn công an huyền có tấm tên cán bộ chiến sĩ lông bảy bản khuống, cạt kiên năm dệt cơ đài lang tỷ, nàng viên nỉ. Đến trực tiếp từng bản một để họp tuyên truyền về đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và các loại tội phạm mà lợi dụng cái tín ngưỡng tôn giáo của người dân và sự hiểu biết của người dân, trình độ văn hóa để lợi dụng đấy để vi phạm pháp luật. Trực trâu trên báo có một côn diệt phít, bằng sở tôn giáo diệt phít pháp luật, xung khỏi bòm cấp biển phòng, bò tồn côn thầu, trưởng bản, bòm trôm học xuân trinh, cầm phong có một côn diệt phít, xương nằn có nho súng luôn khu dần bay, lại nàng qua mi ca, có đầy dần bay, tống báo. Bòm nằn địa phường nỉ có tằng luông vịa xã đèn đìn bó mi quân giảng. Hôm chú trưởng bản cổng an viên, cô mi luông tin chưa, mặt trần tổ quốc. Chú côn chi cạt kiên bòm cấp chủ mũ cổng an xã. Bục hành trên báo nếu chưa dần bay, báo nà côn diệt phít ma tăng quân giảng. Tướng tên trên cái chú luông nghiệp vụ, từng bát cằn ngằn sắp xái một côn diệt phít. Côn diệt phít ma tăng quân giảng cuồng phồng. Cuồng giàn búc trưa năm dệt, chủ mũ đảng viên cần lâng ba tuân uẩn cón. Và xương có nỉ lung hù hồng dần bay nhang lụt xón. Làng chơ đại cán bộ công an xã trên báo, cò cho dừa xung khỏi hù chảnh. Và mi côn hươn côn quán ma cần tống báo tam rú tam bay. Côn nọ bản khảo ma cánh rú bón ứng ma. Bò mè cần tống báo cấp công an xã ngày. Hôm số xếp hạt xã, hư huyền nằm pô, mi họt bét xã, đèn đìn. Bừa xìn cuồng bưng bì cải ma, có mi lại bón hòn hun ma tang dần bay, bài nhài bón rú la đài, khảm cải đèn đìn phít phép, sư khải côn cải đèn đìn, trên báo đạo phít pháp luật, ca khải khồn chiên quân giảng. Chi nhàn bảo an ninh chính trị, công an huyền nằm pô, có năm dệt lại luôn nghiệp vụ trôm họt bản khuống. Cắp luông bùn phăng dần bay va, ba hở dần bay hù chảnh cánh tin trưa. Công an huyền tấm ten hàng hỏi tưa cán bộ chiến sĩ lông bày bản khuống, bày sở rú chằm dần bay, bòm kìn bòm rú, bòm diệt vịa cắp dần bay. Lần xưa lò đối cắp chủ xã, đèn đìn, điểm nhóm tôn giáo. Chùm mũ công an huyền nằm pô, có tấm tên trên báo, diệt xương sư dần bay hù chảnh, cảnh chấp năm chú luông tạt bùn khòng pháp luật, mặt tang nàng vịa tôn giáo. Tảng tành luông cạt kiên càng chính quyên, cánh chú điểm nhóm tôn giáo. Té năn lập tăn kẻ khầy, bước khổ nướng pan khát khỏng. Bòm năn tạ luông ngay đi, diệt leo đi chú chỉa lai đăng ký, họp xung tôn giáo tọc hôm. Có bộ phân nhàn bào, an ninh chính trị, ngày nặng thôn bản. Nừng cuồng bưng luông kẻ khầy cần sẵn, đảng đầy trên cái cất đáy lăng tỷ, nàng phòng huyền đèn đìn nằm pô, ăn lò luông cạt kiên mặn cạt, càng xàm trùng mú, quần sư công an cánh biển phòng, cuồng nhàn bào an ninh chính trị, tiếng an bản mương. Tò nằn giảm chùm mố nỉ, lâng xúp tàm, nàng vịa, họp xung lâng chơ hàng bườn, lập tăn lồng liên quam khảo. Té nằn nhàn danh mèn luông vịa, cánh tạt tánh chú luông kẻ khầy tranh thí, kẻ khầy khát nàng, bước khổ mi ọ nàng bản khuống, té trao cánh lập tăn. Cắp lại luông vịa trang tạt áo, táo bùn, cuồng nằn bánh khầy hùa chờ trách nhiệm khòng chùm mố công an nàng bàn khuống. Luông pom hôm hanh khòng chính quyền địa phường, cuồng nàng vìa trên báo nếu chưa dần bay. Chóng hanh cầm phong cấp một côn dệt phít. Tà sư luông tiếng ản bản mương, nàng huyền nằm pô, chi đầy nhàn bào cầm mặn. Tạ luông ngay tỷ, trôi dừa dần bay, yên chờ,
Mà Pe, Dệt Dườn, Hồng Hy.